Bó hoa này hình như được đặt ở đây sáng nay. Không biết đó là quà của ai vậy ba? Ba cũng không biết nữa. Nhưng mà đều đặn suốt 2 năm nay, mỗi khi tới ngày đám giỗ của bà nội con, khi ba ra đây thắp nhang, đều thấy trên mộ có một bó hoa giống y như thế này. Con nhớ hồi bà nội còn sống, bà nội thích hoa ly lắm. Ba nghĩ đây phải là người rất gần gũi, rất thân thiết, rất quan tâm tới bà nội con. Con tò mò quá, không biết ai mà quan tâm tới bà nội sâu đậm như vậy. Ừ, nhưng dù sao đi nữa thì gia đình mình phải trân trọng điều này. Dạ. Phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.